về quê thì ở sướng. Sướng chứ. Ở Hà Nội chật chội. Chật chội. Về nhà Sơn nó thoáng, rộng rãi. Nhà mình đường nó khỏe, đường nhựa này, như đường bê tông hai ô tô tránh nhau 80 mét mà đường. Tức là đại khái là mặt ngõ. Một mặt đường đấy và hai mặt ngõ. Không, nếu tính nếu tính ra chỗ nhà Sơn đấy là một mặt ngõ. 20.000 mét vuông anh. Địa chủ. Địa chủ ấy mà. Quận kia là chuyển hết vào đấy. Mang quận. Sau này đấu tố khổ thôi. Nên thổ cư hết cho anh. Nhiều nên anh chỉ nên một phần.